Xin Nhưng mà thôi. nhiều khi là chọn là Lăng gậy nhá. lăng hoàng là vớ vẩn này, chọn Lăng phải cho hoàng nó chọn rực là rỡ. toang. Nào, quay trở lại cả game đấu này thì bên phía của team VC Gaming họ đã có cho mình đó là IO cùng với cả Tà Hunter. Với phần của team Secret thì đó là Tiny và Snapfire. Với những lớp ban ở đây thì nếu mà bảo là đang nổi bật nhất thì là một con Usa bị ban. Usa của Matubaman. Usa counter lại tai ở lane. Ban hợp lý. Lấy AA sắp 5 cho Mappe để có thể counter lại khả năng hồi máu đến từ IO rồi. Trận này mà Team Secret, em nghĩ trận này cũng là một cái trận đấu mà Team Secret cần trái hát. Phải trái hát. Đúng rồi. Trận đấu này, cái này là chiếc F5. Chưa update thêm điểm số mới. Em phải F5 lại phát. Đây. Đây đây. Đang là 8-6 hòa với cả Team Spirit. Mà loạt trận cuối thì Team Spirit chỉ phải đối đầu với Sài Gòn thôi. Ồ, thế thì là căng dành cho Bitcode thì sao nhỉ? Bitcode cả Elephant. Elephant thì họ cũng còn một trận trước Queen's Crew. Nếu mà thắng thì là Elephant là 8 đều. 8 đều. Bitcode đánh với đội nào ta? Bitcode đánh với PSG LGD. Cũng khó nha. Khó nha. Thế nhưng mà em nghĩ PSG LGD hoàn toàn có thể cho Bitcode 2-0 được, bởi vì có đi mấy cái quả căng căng luôn. Rõ ràng Bitcode ở trên nhanh thắng thì PSG LGD cho mấy quả hơn. Đúng, cho mấy quả căng căng xuống đi. Bởi vì Bitcode thắng 2-0 là Bitcode 97. 97 là chắc chắn là chắc là chắn là trên rồi đấy. Đúng rồi. À 97 thì cũng chưa chắc, nếu mà Split họ thắng 2-0 thì là team 16 này à? Cũng thắng 2-0 thì cũng là 16, là cũng khỏe hơn. Nói chung là team Secret với cả team Spirit là vẫn có quyền tự quyết. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cả cái đấu này thôi. Tức là nếu mà là team Secret họ chiến thắng trước VC Gaming 2-0 thì là thôi. Không cần quan tâm là team Spirit hay là Bitcode hay là Elephant thi đấu như nào cả. Họ sẽ chắc chắn có mặt ở nhanh thắng. Nhưng đấy câu chuyện phải là 2-0. PSG LGD thì họ chắc suất ở đầu bảng rồi. Họ chả bận tâm đến cái việc là Bitcode thắng hay không. Nên là họ có để cho Bitcode thắng thì nó khiến cho team Secret hoặc là team Spirit gặp khó khăn trong những loạt trận tiếp theo. Nếu như mà một tỷ số hòa thì khả năng cao nó sẽ có một cái tiebreak nhỏ đi. Còn ở bảng A thì hình như là có tiebreak rồi. Bảng A EG mà thắng An Anh 2-0 nữa là có tiebreak. Thì là ba ông bằng điểm à? Đúng, là ba ông bằng điểm. Ba ông đánh lại đánh cái thể thức bo một liên tục thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, hợp lý. Quay trở lại trận đấu này thì bên phía VC Gaming họ đã có thêm cho mình đó là Storm Spirit cùng với cả Hoodwing. Một con Storm Limit. Hoodwing này trông giống là support số 5 thôi. Sao lại lấy Hoodwing nhỉ? Hoodwing để lấy. Thường là Hoodwing support được lựa chọn ra là để lấy cái ulti, cái sắp shooter có break. Cái đấu này thì cũng chưa cần phải break cái gì cả. Đúng rồi. Hoodwing thì đi lên tay dài của Harad cũng là tạm được anh em ạ. Cũng có disable chói khó chịu một chút. Park và Park này dành cho Nisha. Tiny chưa chắc nha, có thể là một con Tiny đi up lane dành cho Zai thôi. Tiny này vẫn đang là một dấu hỏi, chưa chắc đã là carry, rất có thể sẽ là up lane dành cho Zai. Và bên phía của team Secret họ sẽ lựa chọn một con carry khác. Với team Secret đi thì Nisha. Nisha chơi Tiny Dimit. À không, Park ở trận này thì là Park trong tay của Nisha. Tiny thì Tiny offlane à? Những trận này Tiny carry thôi. Offlane là một con khác dành cho Zai đi. Trong Tiny đi offlane trông hơi yếu. VC Gaming thì họ sẽ có cho mình sự lựa chọn vào Hoodwing, IO, Tyranter và Storm. Khả năng combat tổng nhưng khả năng cover. Support một công một thủ. Như vậy cũng đã là khá là yên tâm rồi. Với phía team Secret thì support của họ hướng tới cái việc đánh nhau là nhiều hơn. Xem nào. Với một con Ancient Apparition và một con Snapfire thì cũng cần một cái setup. Họ có một cái setup đến từ Puck, có thể gọi là coi lại. Xong sau đấy dồn Dam đến từ Iblast, đến từ Mortamakis, rất nhiều sát thương phép. Và lựa chọn một con offlane nữa đi. Nếu như mà Tiny không đánh ở vị trí offlane thì nên là một con offlane khỏe khỏe một chút. Mà nãy thì mình cũng hơi đau bụng một tí nhưng mà cũng đỡ rồi anh em ạ. Không vấn đề gì. Ăn gà búp bay phát chết ngay. Là do tổng thể, không biết là do cái gì đúng không? Đúng rồi, anh không biết là do là cái bánh hamburger hay là do miếng mực hay là do cái bánh ngọt, cũng chẳng biết được anh em ạ.
nhưng mà anh là không ăn gà đâu đúng không? Không ăn miếng gà đâu. Được rồi, tí em gọi gà là yên tâm. VC Gaming họ ban đi offland. Như vậy họ nghĩ rằng cái con Tiny này sẽ đánh ở vị trí carry. Ban Slada với cả Mash. Team Secret sao đây? Sven, Io Sven khỏe. Io Sven rất khỏe luôn. Chỉ cần là Sven early xanh thì vào mid game đủ đồ, có Io hỗ trợ thì là có thể chém chết hết. Đúng. Em nghĩ là bên phía của team Secret thì họ nên ban đi cho mình một con Slug nữa. Slug là một cái cặp đôi rất là khỏe khi mà đánh cặp với IO, đặc biệt là đối đầu lại với cả Tiny. Tiny là một con hero tuy là dồn đam nhanh đấy, nhưng mà để nhây với cả một con Slug thì đúng là lineup của bên phía team Secret hơi khó bắt Slug trong trận đấu này. Medusa dành cho VC Gaming. Medu Thai Hunter khỏe ta. Medu thì luôn khỏe. Medusa farm rất nhanh. Đi lane thì tất nhiên là ổn rồi bởi vì là một hero tay dài. Medu sẽ đi cùng cả Hoodwing đi. Io đi cả Tanter. Hoodwing thì cái khả năng harass nó sẽ là tốt hơn so với cả một con Io. Hảo để xem. Thực sự là Secret họ pick một con Tiny sớm và đang đưa mình vào một cái thế tương đối khó. Magnus ở trong cái phía team Secret. Và Magnus này trong tay của Zai thôi. Chơi full dam rồi. Magnus búp Empower dành cho Tiny. Một bài sẽ là cương luôn, đôi công cả Medusa. Nhưng Tiny anh ta tiếp cận được thì tôi nghĩ là lượng dồn đam vào Medusa thì cũng không phải là thiếu. Nhưng Tiny carry thì đam rất là nhiều. Quyết định là đôi công luôn. Nên mình đang đánh giá là cái khả năng ganh lẻ đến từ bên phía của team Secret thì Park này chắc phải lên cho mình Witblade thôi. Park một cái coi để có thể khống chế cũng như là ganh Storm ở giai đoạn mid game cũng rất là ổn. Được đấy. Lab này bên phía của team Secret thì tôi đánh giá là có thể chơi được với cả Medusa. Tiny lên MKP thì MKP cho Tiny thì chắc là phải hơi muộn. Phải là chờ đã. Nếu mà Medusa, thường thì Medusa đánh với cả những cái con carry hệ sở trang thì sẽ là lên Butterfly từ rất sớm. Có thể là sau Manta, sau một cái thêm một cái đồng len nữa đi thì có thể là ai rồi Butter. Nhiều người còn chơi còn bỏ qua cả ai để lên thẳng Butter luôn nếu mà đối đầu cả những cái con tướng carry sở trang. Bởi vì những con carry sở trang thì nó lên cái MKP nó sẽ bị muộn. Mà đúng kết rồi. Hợp cùng cả Talon 15 nữa thì mid rất là nhiều. Để xem trận đấu này thì Pojojo có lựa chọn một cái Butterfly để đánh với cả Tiny hay không. Tôi nghĩ là có. Bởi vì cái lượng đam đến từ Tiny là lượng đam vật lý rất là to. Và cái Butterfly rất là hợp. Bắc này thì bây giờ thì cũng có thể là đánh trước kiểu đam tay mà. Trận này thì anh lựa chọn Tina đấy. Weepass luôn đi. Nào DY, IO phối hợp với cả Medusa, PYW sẽ là Hoodwing đi cặp cùng cả Thai Hunter. Một len một ngắn một dài như thế là khá là yên tâm đấy cho các thành viên VC Gaming rồi. Storm đi mid sẽ đối đầu với cả một con Puck. Và bên phía của Team Secret họ có một Tiny Carry farm nhanh dưới cái búp Empower của Magnus cũng là được. Với cái lượng đam lớn thì hoàn toàn có thể làm vài hit để lấy luôn đi hết toàn bộ lượng mana của Team Secret của bên phía Medusa. Một hai chém. Đấy rồi, anh em yên tâm, tôi không quên chuyển gọi là đấy, có ngay logo của MSI to đùng cộng thêm một cái kia Aegis nữa. Anh hiểu dự đoán tí đấy nhỉ. Người cuối bị giết à? Cái này chỉ là bừa thôi đúng không? Bừa thôi mình cái này. Chọn anh thì anh nghĩ là VC Minh thắng. Anh sẽ chọn người cuối cùng bị giết sẽ là một hero. Upay chết đầu, dai đi offlane hay chết cuối. Bắc còn Bắc khó chết, chết cuối. Toto number smoke của anh kill ất game end. Player dead by 10 phút. Không đánh nhau đâu. Lấy đâu ra, 5 mạng là giỏi. 6 mạng là chặt đầu tôi luôn, không nói nhiều. 10 phút. Medu. Easy luôn. Ăn tiền luôn anh em. Hai hit and quất trong 10 phút anh. Lựa chọn ông nào đi mid đấy. Medusa. Medusa. Thôi được. Medusa. Trận ban đấy anh lựa chọn là xanh lét cả 4 gái luôn mà. Uầy. Căng luôn. Đỉnh vậy. Rõ. Anh à. Bao nhiêu điểm đấy. Dự đoán EG năm nay có mạnh không? Mình thực sự là thấy EG không mạnh. Rõ. EG yếu. Đúng. Cái đấy thì cũng là chuẩn. Anh em thấy gặp VP ở đấy. Hay không? Dễ.
Tôi tưởng họ trận đấu có sức phản kháng như nào chứ còn không ăn thua anh em ạ. Sẽ chờ xem là EG biểu diễn ở những cái vòng sau như thế nào chứ còn những vòng đầu thì tôi chưa thấy có ấn tượng gì với cả EG. Bounty thì là chia đều cho cả hai team rồi. Ở đây Giáp Do cùng ở Papay đang định đi tắt đón đầu, chặn đầu và đánh đập hành hạ Medusa. Nhưng mà Medusa cũng đắc được dìu bởi Io. Có lẽ là bỏ. Papay sẽ TP lên top và bảo kê cho Patubaman thôi. Như vậy sẽ là một con Io đi cùng ở Medu, chứ phải Hoodwing. Hoodwing game đấu này được đánh ở vị trí support số 4 trong quay của PYW. Io sắp 5 thì cái việc lên đồ thì hơi khó. Có lẽ dừng lại ở cái Mekan với cả Holy Rocket là được rồi. Đúng. Không cần quá nhiều đồ, chỉ cần là hồi máu được cho đồng đội là ok. EG à? EG... EG sắp thua ăn đây anh nhá bạn nhá. Thực ra thì cũng không phải là sắp đâu. Thế trận nó đang cân. Nhưng mà mình nghĩ là sắp đi rồi. Naga carry của ATG thì... EG thì vào được nhánh thua. Xong rồi chết luôn ở trận bom 1 đầu tiên. Đúng. Là đẹp nhất. Là đẹp. Nhưng mà thế thì công ty mình ít người xem. Toàn fan vòi EG anh em ạ. Thế cho EG thắng một trận bom 1 đầu tiên đi. Thắng cho trận... Em cho EG cho thắng trận bom 1 đầu tiên. Okay. Xong trận sau đi đi. Quay trở lại với game đấu này thì vẫn là những cái phút đầu game thôi. Chưa có gì cả. Chỉ là farm. Cố gắng harass một chút vào vị trí của Io đến từ Giáp Do, một con Snapfire. Một vài hit bắn tay thì cũng không vấn đề gì dành cho DY cả. Vun được này, nhưng bây giờ Medusa sẽ là vào farm luôn. Cả clip len, cả clip rừng. Nào, bắn một con rắn để ăn con xe tao. Đúng rồi. Còn quái rừng to thì phải chắc chắn một tí. Bắn rắn ăn luôn. Thực sự nếu mà thú thật với cả anh em mà không vướng lịch trận này thì tôi sẽ vào watch trận EG với cả ăn đây cho anh em. Nhưng mà vướng lịch trận này, nếu như mà xem trận đấy từ trước thì nó cũng sẽ bị dở dang. Trận này xong thì anh em ngó qua tí được. Nữa. Nếu trận này xong mà game kia đang đánh game trận 2 thì bọn mình ngó qua tí cũng được anh em ạ. Đang đánh trận 2 rồi anh ạ, đang đánh trận 2 rồi. Tôi muốn ngó qua để gọi là xem EG thế nào. Đánh ăn đây anh còn thua thì chết phải không? Chúng ta đang đến với một trận đấu nó hấp dẫn hơn. Team Secret với cả VG. Đây một trận đấu gần như mang tính tự quyết dành cho Secret rồi. Thắng vâng. Được 2-0 thì sẽ là đi tiếp. Vừa rồi thì combo rất là tốt đến từ Snapfire với cả Magnus. Bánh quy để có thể di chuyển ra sau lưng của Medusa, sau đó là ủn về trụ. Combo rất hay. Lại tiếp tục nữa này. Mà có mana không? Có. Và đây là ủn cả hai. Bojojo vẫn đang được hồi máu. Và trông có vẻ là vẫn sống. Cảm giác như là rất may là Giáp Dọ hết mana rồi. Anh ta hình như là chỉ còn bánh quy thôi, không đủ mana để scatter blast. Nếu không là chết rồi đấy. Đúng. Bây giờ Giáp Dọ là người gặp nguy hiểm ngược lại. Và cũng đang phải là chạy. Không sao cả. Rõ ràng cái việc đánh nhau liên tục như thế cũng khiến cho Medusa không farm được quá nhiều. Và bây giờ Medusa mới chỉ là 12 creep thôi. Trên này thì Matumaman thì cũng không hề hạnh phúc hơn. Còn Tiny Carry cũng chỉ mới có cho mình đó là 11 creep. Thì cùng lên cả Tide Hunter hơi là vất vả. Tide Hunter sẽ còn hút win nữa, khả năng harass của Len rất là khỏe. Và đúng như anh Hiếu dự đoán thôi. Có lẽ là trong vòng khoảng tầm 10 phút đầu game là mạng thì hơi khó giết nhau ở đây. Cố gắng đấm vào vị trí Puppey nhờ và lượng đam ra nó đang là chưa đủ. Một cái câu fit giữ chân lại, Puppey vẫn đang cố gắng chạy trốn đây. PYW đang lùa vào, Puppey liên tục là những cú cắn cây để có thể sủi. Và Puppey bị nhìn thấy PYW rồi, first blood dành cho các thành viên bên phía VC Gaming. Xử lý rất tốt, biết rằng là con A nó cũng chỉ có thể cắt cây và chạy vào đó thôi. Truy đuổi theo và đã có first blood rồi. Một mạng sớm, không phải là quá sớm dành cho bên phía VC Gaming. Như ở cái land off của họ thì đang là có lợi thế. Tiny không farm được quá nhiều khi mà Matumaman liên tục là bị dính những cái cú quay tay đến từ Tide Hunter. Giảm đam đi, lát hit nó sẽ là khó hơn. Ở mid thì Ori cùng với cả Nisha thì tôi đánh giá đang là cân thôi. Cả hai cùng farm, chênh lệch nhau một vài creep không quá đáng kể. Em nghĩ Park sẽ cải thiện số lượng creep của anh ta ngay thôi. Đẩy Illusory Orb vào và làm ngay cho mình 5 con creep ngang luôn. Storm thì cũng là tận dụng cái việc farm ở cái cam rừng nhỏ, đâm ra là cái số lượng creep nó cũng nhiều. Park cũng vậy, tương tự nhau. Khu vực land mid thì nó đang là một cái land tương đối hòa hoãn, thậm chí là cả ở hai side land luôn. Có một chút áp đảo của các thành viên VC Gaming trên khu vực land top khi mà đối đầu gặp một Tiny thôi.
lượng farm đang là nhỉnh hơn một chút đến với các đặc biệt VC Gaming khi mà Medusa đỡ khổ hơn. Dù sao thì anh ta cũng làm con hero tay dài. Coi luôn. Có giáp rô tới. Ôi vâng, và vẫn là đủ đam đến từ các thành viên bên phía Team Secret. Một cú nhảy bánh quy không trúng, nhưng mà cái Scatter Blast thì nó là đủ rồi. Không sao cả, nhảy bánh quy vào để có thể dí bén một cái shotgun vào đầu của Storm thôi. Level 6 trước, với việc là anh ta farm được nhiều cái bãi quái nhỏ bên cạnh mid hơn. Tận dụng ngay, rất tốt đến từ bên phía Team Secret. Thật sự là cái mùa TI này thì tôi thấy phong độ của Nisha thì đang là chưa được ổn lắm. Hy vọng là ở trong những cái trận đấu quan trọng ở vòng bảng cũng như là khi bước vào playoff thì Nisha sẽ đánh tốt. Bây giờ thì Ori đã có 6, Rome ganh luôn và sẽ là mạng rồi. Dài cố gắng tự sát không thành công. Mạng thuộc về Ori, con Storm vừa bị giết ở mid. Và đi ganh là có mạng luôn. Trên top này thì O11 cũng đang hơi vất. Bắt đầu có level và bên phía của Team Secret họ giành lại cho mình cái khu vực land safe rồi. Trong khi đó thì Medusa cũng đang gần như là tầm thời điểm này thì em nghĩ là Magnus không làm gì được Medusa rồi. Có hay chăng thì Park trận đấu này không biết là lên đồ gì nhỉ, em cũng nghĩ là Park làm cái Witchblade bổ sung thêm lượng đam thôi. Chơi với cả Medusa thì Witchblade Blink đi. Đúng rồi. Cứ có cái Witchblade vào đi ganh còn dễ anh em ạ. Nếu mà có Witchblade thì đam của con Park này nó sẽ là ổn định hơn. Chứ nếu mà không có Witchblade thì hơi ít đam để ganh. Trận này Blink sau đó là có thể tính toán, tuy thể là một cái gậy xanh ở đây thì Storm đang bị coi, nhưng lượng đam thiếu và Ori anh ta bay đi được sẽ là thoát về thành công. Park không đẩy orb à? Cooldown rồi, cool đã down. Dùng rồi chứ nếu mà có thì anh nghĩ là phàng ngay chứ để làm gì đâu. Quả đấy là hết đam rồi, Snapfire không đủ mana để có thể Scatter Blast. Park vẫn đang là người có cho mình cái lượng network tốt nhất ở khu vực land mid. Magnus cũng như cả Tiny đang hơi tụt lại phía sau một chút. Em nghĩ là khả năng pháp bù của hai con hero này thì là ok. Có những bãi sở tách rồi là Magnus búp cho Tiny farm bù. Về sau thì cái lượng net của Tiny cũng sẽ là ổn thôi. Sạc lại bottle. Cảm giác giáp do đang liên tục là di chuyển ra mid để hỗ trợ cho Nisha đấy. Người anh hy sinh đấy. Hy sinh cũng rộn mắt với chúng tôi này. Vừa cắm ra mất luôn. Có mắt này hưởng dương được đâu đó 2 giây em ạ. 2 giây thôi. Khu vực land mid đang bị áp bức bóc lột vào. PYW thì không làm gì để có thể đép hơn được. Cái lượng máu của trụ khu vực land mid đang bị dí tương đối nhiều. Đây không phải là một tơn xe mà nó đã là khoảng gần hết máu trụ rồi. Đây chắc phải khoảng tầm 3/4 máu trụ rồi. Một tơn nữa thôi sẽ cần có người ra backup cái trụ khu vực land mid này. Khi mà bên phía Team Secret đã tương đối quyết đoán ở đây. Nào, chói lại được, có long co, cấu đi một chút máu của Zapdos thôi. Em nghĩ là bây giờ thì Park có thể di chuyển đi một chút để lại cho Zapdos ở khu vực land mid. Lấy kinh nghiệm cho mình lên level 6 đi. Trên top thì Matum đối đầu còn Thái Hunter thì hơi vất cho Matum rồi. Đập smoke luôn, rủ Nisha đi ganh. Và tên này thì bắt vào ai? Bắt vào một con Medu đi. À? Bắt Medu khi mà Park có đôi coi. Bây giờ coi lại, dài AP. Các bạn dài một trước không sao cả, vội vẫn được khi mà Medusa chỉ level 6, hợp lý, không nhất thiết là phải chờ đợi một cái đơn đêm coi trước làm gì cả. Dài có thể là người hành động sớm hơn và bắt đến là ăn mạng thôi, mà cuối cùng Giáp Do lại là người có tiền đấy bạn. Tờ Sa ông này thật sự thì Giáp Do thì là bố của Tờ Sa luôn. Giáp Do ăn mạng thì nó là điều đương nhiên. Chủ đam không vẫn đủ, nghĩa dồn vào Pape thì là đủ thôi. Trên này thì Storm đang chọn cho mình một cái góc mép để có thể di chuyển xuống. Không dại gì đối đầu con Tiny cả. Con Tiny đang rất là khỏe, có level, đập cũng khá là đau. Nếu có thêm một chút đam follow của những người đồng đội, Storm có thể gặp nguy hiểm. 3-2, 9 phút thì đã ủi 1 phút nữa thôi. Đừng giết người để cái predict nó đúng nào. Đang 5. Nhưng mà Medusa tụt lại phía sau rồi. Nisha đang top 1 nên quất đấy. Quan trọng là 30 giây nữa không có mạng để anh giữ lại cái đầu của mình. Đang tìm. Té rồi. Không vấn đề gì cả. Bây giờ Park xuống bot sẽ chỉ là để bút trụ thôi. Nhưng Park thì không phải là hero bút trụ. Vào đây thì DY bị lộ với một con mắt ở trên đồi. Chốt. Có thấy anh không đây?
Thôi xong rồi. 10 giây. 10 giây cuối cùng và đó là bạn thứ 6 đến từ các thành viên của bên về Team Secret cũng như là cả VC Gaming. Và Medusa thì đang gọi là cố gắng bứt lên top 1 network để cứu lại cái predict của anh. À không rồi, anh đi rồi, đi rồi, đi rồi. Bắt top 1 network. À, chết hai rồi. Đã đùa. Chết hai. Quả đấy là nếu mà là con bác mà không ăn mạng của Io là Medusa là đầu Medusa đấy. Top 1 đấy. Uầy. Đèn mém nữa thì ăn. Xí nữa thì ăn. À, tiếp tục Mortal Kombat được nhả vào và kìa. Không thở nổi đến từ một con Storm. Dính coi, nhả Mortal Kombat vào, không chạy được. Bên phía của Team Secret đang thi đấu tương đối khớp bài với nhau. Và nếu anh em nào có bảo là trận đấu của EG cũng như là cả Undying thì EG đang sắp thắng đến đít thì không anh em ạ. 35 phút dẫn có 3k tiền và một live up có Naga thì đánh lết không phải là quá nói mạnh. Nhưng mà trận đấu đấy thì vẫn đang căng. Đang căng. Còn tôi thì anh em có thể gọi tôi là kỵ sĩ không đầu nhá. Tôi không còn là super hero nữa, tôi là kỵ sĩ không đầu. Vẫn cát được. Không có đầu, không có đầu thì nói không, kiểu gì không cả. Có đầu nói kiểu gì anh. Nói bằng cổ, xào đâu. Nói bằng cổ. Vẫn có dây thanh quản mà. Hợp lý thế nhở. Người ta gọi là giọng bụng anh. Nào, 7 mạng sau 11 phút thi đấu. Các thành viên ở bên phía team VC Gaming cũng vẫn đảm bảo được cho Medusa một cái lượng network khá là ổn ở trên bản đồ. Vẫn đang là yên tâm. Nào, tiếp tục smoke ở đây, di chuyển cùng nhau PYW và Ori. Có mắt. Đã set up một cái mắt rồi. Ái nhìn thấy rồi. Và ui, sủi rất nhanh đến từ dài. Té ngay, đứng ở một vị trí khéo. Đứng trên high ground, phá smoke đối phương, sau đó là sủi. Nào, cái con Senchi ở đây thì là có, nhưng mà lại không check cái mắt ở trên đồi này. Sờ tôm tạo một cái bóng ra không? Không anh em ạ. Không biết gì luôn. Thế là con mắt này là... Mặc khỏe dù là có Senchi nhưng mà không phá được luôn. Trụ khu vực land mid thì đã mất rồi. 12 phút mất trụ mid là một cái tương đối mệt cho các thành viên của VG nha. Khi mà cái khoảng di chuyển của họ, hai cái cam gần khu vực land mid là đang bị Nisa quấy rất nhiều rồi. Chẳng 3 Anson cũng bị Nisa bắt đầu mò vào rồi. Có một trận đấu một con Puck nó đang xanh. Nhà Medusa thì farm free. Tiny chắc là chờ Magnus một chút. Di chuyển xuống dưới bot, Anderson thì sẽ có một cái move empower dành cho anh ta. Bác kia. Lại là con mắt đó. Lại là con mắt đó. Đây rồi, xong rồi. Một coi là chết. Hứa, vâng đúng rồi, một coi. Hai blast, bánh quy. Tất cả mọi thứ bắn bắt đầu, Storm không thở được. Vẫn là con mắt này anh em ạ. Phát hiện Storm fan clip dừng. Dí theo, có mạng. Con mắt này đã giúp cho các thành viên bên phía của team Secret có hai mạng rồi. Trước đó là mạng của Yo. Sau đó là mạng của Storm. 5-3 và tiếp tục là tràn lên đến từ các thành viên bên phía team Secret. Họ muốn ăn cho mình cái trụ ở dưới bot này. Nhưng mà O11 thì đang là khỏe. Fay, hút, dồn vào không dễ đâu. Khi mà đợt đi coi thì cũng đã là hết. Và ulti AA thì cũng đã là dùng rồi. Chưa. Một con dư hấu vẫn đang bảo vệ tốt cái trụ ở dưới bot. Vẫn đang có mắt để cắm để scout ra vị trí của các thành viên phía team Secret đấy. Và em nghĩ là dư hấu thì thoải mái tự tin thôi. EG thì là sắp đi rồi anh em ạ. Tôi vừa gọi là check qua gọi là cái trận đấu đấy một chút thì vừa có một pha rúi vào tận nhà đến từ Undying rồi. EG đang thoi thóp. Thì Undying thì họ cũng là đội tuyển đến từ NA. Họ cũng đánh rất nhiều cái vòng loại Major với cả EG rồi nên là cũng hiểu nhau. Bojojo thì là farm cháy máy thôi. Một bãi stack đôi thôi cũng được. Bãi Ancient chỉ là bãi 2. Và tầm này là cũng rất ok rồi. 14 phút có cho mình một cái Manta là một tốc độ rất nhanh cho dù đã phải nằm xuống một mạng. Nhưng đây là một con Medusa cực kỳ giàu. Em nghĩ là cái lượng network thì cũng đang ổn. Trên này Tyranitar đang dí lên nhưng mà kìa. Lại là Mortal Kombat và coi Iblast bắn tới Storm. Ô, cái nhịp relocate nó quá chuẩn để cứu cho người đồng đội của mình. DY một pha cứu một bàn thua trông thấy đến từ DY. Mày quá. Nếu mà là Storm chết theo cái công thức là Dream Coin và Mortal Kombat mà chết tiếp là lần thứ 3 rồi. Io đã cứu. Và bây giờ thì bên phía của team Squid hết chiêu. Không còn gì để chơi cả. Ba cái ulti của Puck, AA cũng như là Snapfire đều đã sử dụng. Tiny thì sẽ là bận farm. Và cái con Magnus này thì nó đang bị bắt ở dưới bot này. Cố gắng AP trước khi chết nhưng đã phải nằm xuống. Nhưng bây giờ Puck đến. Con Creep đã chết. Matumama được đưa bánh quy. Và anh ta tót lên đủ đam thôi. Nhưng mà Zapdos
vẫn là người mút. Giáp gió thì em ơi, giáp tơ xa ăn mạng nhiều không khác gì tơ xa. Giáp gió thì là thôi mõm dài mà, giáp gió thì đến clip của dai giáp gió còn farm hết chứ đừng nói là mạng. Ăn cả mạng của Matumama luôn không sao. Đi xa cướp được một cái bounty nhưng mà cũng không hề cản được cái con Medusa này farm rừng mà ta đã có, cứ farm rồi. Iblast gần như chỉ bắn ra để gọi là scout vào vị trí của Medusa thôi. Cái lượng farm Medusa đang cực kỳ nhiều. Trên này Tiny lại bớt được con Tyator này. Combo đổ đá tốt. Nhưng con Tyator thì chưa chết được. Không sao, ở sau có Zai. Họ đang biter. Và Zai. 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 Đẩy skewer O11 về. Nhưng mà cũng không. Không để làm gì anh em ạ. Tôi tưởng Zai có thể gọi là múa may quay cuồng một chút. Nhưng mà không ăn thua. Bây giờ với việc là chưa có ulti thì tôi nghĩ là Zai nên hỗ trợ cho Tiny farm bằng cách búp empower thôi. Khi nào có anti đi thì có thể là đi đánh nhau. Mặt này cảm giác lại bị lộ. Nãy giờ thì có vẻ như bên phía của team VC Gaming đang kiểm soát tầm nhìn kém hơn so với cả Squid. Ulti có AA cũng là có. Ơ nhưng mà đây rồi, may quá. Vừa chê trách thì PYW đã cắm một cái Senshi. Nhưng mà nó cũng sẽ là đổi thôi. Nhưng mà rõ ràng con mắt đấy thì bên phía Secret cũng thấy rồi. Bắc lại tới nơi và đó là coi vào một mình cái con Hoodwing này thôi. Iblast được bắn tới và cũng chỉ tạo hiệu ứng qua người Hoodwing. Một turn mà ba cái ultimate. Nhưng mà các thành viên bên phía team Secret họ chỉ bắt được một con support thôi, hơi lỗ. Medusa thì đang farm cực kỳ thoải mái trên khu vực land top rồi và sắp một nửa cái Ice Cardi rồi. Medusa đang cực kỳ giàu. Chính xác là một nửa cái Ice rồi. Tốc độ này thì là 20 phút à? 20 phút Manta và Ai. Ở đây có gớt để trừ giáp. Và Dài vẫn có thể lướt về được. Khi mà lượng mana đến từ Ori là không đủ nhiều để có thể dí theo. Matumana tới sẽ là farm thôi. Và Matum tới ông rẽ sang cầm cái cây trông quyết đoán dã man anh em ạ. Tiny thì là Shadow Blade, BKB, Shard. Sau đó mới nên là có cho mình cái SCVS. Vẫn là BKB và Shard trước. Tôi nghĩ như vậy sẽ là ổn hơn. Jojo thì giàu quá. Bên phía team Secret thì ngoài Tiny thì Park cũng đang rất ổn. Park này không lên kiếm phù thủy, lên Veil, Veil mở linh. Đang dí, nhìn thấy rồi. Đổ đá combo là đủ đam thôi. Nhưng mà Utia cũng đã tới. Và người ăn mặc như thường lệ. Lại là giáp giò. Như thường lệ thôi, các cứu. Không có gì lạ cả. Thật ra thì khi cắt B8 thì tôi thấy tờ xa ăn mạng thì bây giờ tôi nhìn ra do ăn mạng tôi cũng thấy quen rồi. Rất là quen rồi, không có gì lạ. Mega Q và Glimmer Cape à? Glimmer Cape, first start, lên đồ healthy thôi, support số 4. Lên đồ để có thể cover backup cho đồng đội. Nào, một trận đấu mà các thành viên phía team Secret họ đang gây được rất nhiều áp lực lên bản đồ với một con Park. Anh em trên kênh thì có vẻ là vẫn đang rất là quan tâm đến EG. Căng đúng không? Trận kia vẫn đang căng thôi, anh em đang để ý. Cũng phải, trận đấu đấy thì cũng là một trận đấu mà mang tính chất quyết định nhiều hơn. Trận này thì Secret cũng quan trọng mà. Cũng đúng. Nhưng mà nó kiểu chưa căng đến nỗi như EG ấy, chỉ cần hòa thôi là đã đi rồi đấy. Hòa thôi là đã xuống nhánh thua. Trận kia nó cũng là đến cái giai đoạn căng thẳng rồi, nó cũng là sắp sửa end game rồi. Đúng rồi. Còn trận đấu của Secret cả VC Gaming thì 18 phút thì mấy ông này vẫn đang farm mà, đã có gì đâu. Xong kiếm phép dành cho Ori. Tám bốn đến từ các thành viên phía team Secret. Và bây giờ thì cái lượng tranh lệch gen của em nghĩ là không còn quá nhiều nữa rồi. Khi mà Medusa có 11k tiền thì Tiny cũng như là cả Park thì cũng đã gọi là mấp mé cho mình 10k tiền rồi. Không tranh quá nhiều như vừa nãy nữa. Lợi thế về cái việc di chuyển trên khắp bản đồ, lợi thế về cái khả năng roam gank khá là hay. 2k net chênh đến từ các thành viên bên phía team Secret. Một trận đấu mà họ đang thực sự Anissa. Trận này phải là nói đến Anissa. Ta đang thể hiện rất là tốt với việc lên cho mình cái giày bay, di chuyển đi đúng quanh của những người đồng đội rất nhiều. Đây, ông Eleven lại bị bớ rồi. Anissa có mặt Iblast, Mortal Kit chặn đầu và thêm cả một cái tot cũng như là cả coi nữa. Không có cơ hội dành cho anh già 11. Cũng biết rằng là không có đồng đội đứng cạnh để có thể cover backup. Nên là Eleven anh ta quyết định là không ra vết luôn. Và bây giờ bên phía team Secret chưa, Roshan tầm này là hơi sớm, tham thêm thôi.
đi xa hết mana, phải ship kịp. Và đây là API hai người, có ùn về hay không đây? Đây rồi. Ui, trước mặt Tiny luôn, combo cực kỳ mạnh. Và Storm thì biến mất luôn, trong khi đó Pojojo thì vẫn có thể chạy về được với cái ulti của mình. Sai rồi, Dota bị sai rồi anh em ạ. Làm sao mà Medusa có thể đóng đá một con người đá như Tiny? Đáng lẽ tình huống đấy em nghĩ là con Tiny nó phải lao lên nó đấm tiếp ấy. Làm sao mà bạn có thể Stone Gay một cục đá được nhỉ? Không sao. Đó, cái tình huống vừa rồi thì cái Stone Gay đã cứu mạng cho các thành viên bên phía TVC Gaming và xíu chút nữa thôi. Xíu chút nữa thì cả Medusa cũng chết. Vâng, anh nghĩ là cục đá, cái loại đá của Medusa, Stone Gay là loại đá khác. À. Còn cái con Tiny là loại đá khác, hai loại đá này nó khác nhau. Cái lót đấy nhỉ, ban đây em cắt có bị lag không? Không, em không. Lại cắt bình thường hết. Chắc là tôi phải đổi được truyền phát nhỉ. Lắc thế. Gì mà lên tận mười mấy này thì không được anh em ạ. Phải đổi đó. Anh em chờ tí sẽ là đổi qua cái đường truyền một chút. 20 nhỉ. 20 nhỉ, đập lô đấy. Tận này đập lô rồi anh em ạ. Trong lúc là game đấu vẫn đang farm nên là bọn mình sẽ đổi đường truyền một tí anh em nhá. Đổi đường truyền, đổi đường truyền. Quyết ra luôn. Nào. Lộ. Có khi là khó, bình tĩnh. À. Một phút là được. EG sắp đi. Ôi EG gãy à, EG gãy. Thế là một đều. Thì lại EG sẽ đánh thua. Đánh thua luôn. Đúng. Thế thì thật ra thì bọn tôi cũng không hề có gọi là cái sự đúng, ghét EG hay là gì ở đây cả. Không ghét bỏ, anh ơi, lượn lượn qua trận này đá tí, đá map tí đây. Kiểu thôi, đang giận. Đây rồi, lại rồi anh em ạ. Không ghét gì cả, chẳng qua là bọn tôi muốn có những cái thứ mới. Kiểu anh ấy cũng là một đội tuyển trẻ, đúng, ủng hộ những cái đội tuyển mới. Vâng, ôi trời, quay trở lại trận đấu thì vừa có combat và bên phía team Secret họ là người chiến thắng 5k tiền chính ngạch rồi. Và bây giờ thì đang là Noshan. Không có Thai Hunter, không có một con Hoodwing thì cái con Noshan này nó là free dành cho các thành viên bên phía team Secret rồi. Mó thằng Kiss được bắn lên để check khu vực high ground rất cẩn thận đến từ team Secret. Đây là một trận đấu mang tính quyết định rồi. Team Secret họ không muốn có bất kỳ một sai lầm nào cả. Họ cần thắng hay không? Rõ ràng cái việc đến với cả playoff ở trên nhánh thắng nó khác hoàn toàn. Cái thế nhỉ, hơi lag. Thôi, tôi nghĩ là cũng hết mạng rồi, chấp nhận thôi. Aegis, Tiny cầm khi mà Matumaman là carry chính. Ở đây thì Ori sau khi có cho mình một cái song kiếm phép thì đã hướng đến cho mình Orchid rồi. Ôi trời ơi, EG đi rồi anh em ạ, EG đi rồi, rồi EG xuống nhánh thua nhá. Anh em đừng hiểu nhầm nhá, anh em lại tưởng tôi cả Khánh thì là hater hay gì đấy. Thật ra thì bọn tôi thì cũng ra là không, không hề, bởi vì rõ ràng là người ta ghét thì phải ghét đội nào mạnh mạnh một tí. Đội yếu quá thì ghét làm cái gì? Đúng. Anh Hiếu là chỉ gọi là cập nhật tình hình cho các bạn ở trên kênh thôi. Chính bởi xác. Vì thấy anh em cũng đang là rất là quan tâm đến cái trận đấu đấy. Nên là tôi với anh Hiếu cập nhật tình hình thôi chứ bọn tôi không hết, không hết, không hết tơ. Người ta ghét những người có khả năng cạnh tranh. Những người không có khả năng cạnh tranh thì chúng ta không nên ghét. Người ta sinh ra đã thế rồi, không khỏe được. 6k đét chơi cái trò bên phía team Secret này. Anh em có ghét thì ghét team Secret hoặc là ghét VC Gaming. VC Gaming đi, nhưng mà VC Gaming đang khỏe quá. Đã có ai, nhưng bây giờ network chênh lệch đang là tương đối nhiều. Đi vào combo luôn và tôi nghĩ là đủ đam thôi. Là chết ở đây thôi. Mà tôi đánh cẳng thế nhở. Con tài thì được búp kiểu. Nó là 400 đam Medusa. Vâng, anh ta có 2.000 mana và 2.000 máu. 8 gõ đến từ Matumaman thì sẽ là cái đống cây mana cũng như là cả đống máu nó cũng sẽ là đi luôn. Mà tại đây thì cần được sát nha. À có rồi, sát có rồi. Bây giờ sẽ là BKB thôi. Ép quá Medusa. Tốc độ farm thì là nhanh đấy. Nhưng mà bên phía Secret họ boost cũng rất nhanh. Cơ bản là một mình Medusa xanh thôi. Còn những người đồng đội còn lại đang là tương đối thọt. Ui, bắc lên gậy đỏ dồn đam tí chết Hoodwing. Nhưng mà các thành viên bên phía VC Gaming họ cũng đang backup cho nhau rất tốt. Matumaman đang được cover để có thể lùi về. Không biết là anh ối ăn bánh, ăn cái miếng. Tôi biết là hôm nay anh ối chuẩn bị rời Hải Phòng, di chuyển đi gọi là ăn mấy cái thứ đồ ăn ngon. Mà sợ sau này lên Hà Nội không quay về được. Nên cố đi ăn nốt. Mà không biết là đang ăn mà nghe thấy cái team này còn ăn được nữa không.
Có khi đang cầm bát bạch đa cũng rơi luôn cả cái bát bạch đa xuống. Bạch đa hôm nay hơi mặn bởi vì chan nước mắt mà. Chan nước mắt hơi mặn đấy bạn. Mặn mặn. Ai ô, sao Fari locate cứu người vừa rồi thì anh ta quay trở lại không laptop, anh ta đã là chết rồi. Có lẽ là bên phía TVC Giang Minh họ đang bị giật lag một chút bao, nhưng bây giờ là có gâu luôn rồi. Anh em đấy, anh em thi thoảng xem những cái phim kiếm hiệp ngày xưa ấy, thi thoảng mà kiểu gia đình nhận được những cái tin bất ngờ ấy, ông bố đang ăn cơm kiểu bát rơi xuống tóm phát đấy, là anh em hiểu đấy, là đi rồi đấy. Còn bên này chiến tuyến thì wow, Team Secret họ đang gấu quá cho O11. Ô, break passive vào đây rồi. Vâng, thêm một đấm nữa không? Đó là Ravage, một cái Ravage rất ép đến từ chiến tài Hunter, nhưng mà họ quay ra rồi đam Matum bị túm lại. Matum bỏ mạng ở đây rồi. Và tơn sau thì Matum liệu là có thoát được không, với khả năng cover đến từ các thành viên bên phía Team Secret thì Matum chạy thoải mái luôn, thậm chí là đớt trượt. Thích là đánh, như em nghĩ là bây giờ mà dồn vào đấm Matum là AP. Đớt còn trượt cơ, và thật sự là cái con Hoodwing thì nó không hợp khi cùng team cả Storm. Anh em thấy không? Hoodwing trói lại đối phương bằng chiêu 2. Storm bay, Storm bay vào, cái cây bị đổ là Tiny tỉnh dậy luôn. Cái chiêu của con, cái chiêu này của con Hoodwing bây giờ, cái cây mà trói đối phương lại ấy, mà bị phá thì là cái hiệu ứng đến từ cái trói cũng là mất luôn, cũng là mất đam luôn nhá. Bởi vì cái này là bây giờ nó deal đam từ từ, cứ sau 0.3 giây thì lại có một lần đam. Đợt trước thì là cho phát là ăn đam một cho cục phát luôn. Là ăn một cục luôn đấy. Cũng đấy là lý do mà tại sao cái con Hoodwing này nó bị cảm giác là ít team sử dụng. Meta trước thì là gần như là auto pick, không ban là pick. Meta này thì là thi thoảng thôi. Những trận đấu nào cần đến break passive thì sẽ là lựa chọn. Nào đẩy được vị trí Tiny Hunter kiếm không? Không cần Tiny anh em ạ, không cần Tiny. Tiny Hunter bị đánh cho tí dẹo ở đây, và có thêm Tiny nữa thì tôi tin là chỉ cần một đập là O11 chết. Đây, trói được hai người này, tiếp tục di chuyển lên bớ vào vị trí của Magalus, coi là trượt đến từ các thành viên bên phía Team Secret rồi. Và cơ hội đánh dành cho bên phía của VC của mình đang là có, nhưng Magalus kìa. Lỗi combo. Lỗi combo. Không bắt được Hoodwing. Và như vậy là vẫn chưa ai phải nằm xuống cả. Dồn đam rất nhanh đến từ Park. Park đã có cho mình đam không 4. Bảo sao cái lượng đam nó nhiều thế. Không có Tiny mà O11 gần chết. Rất may là anh ta cũng đã cẩn thận lên thêm cho mình cái Fortstart để có thể di chuyển rồi. 10k tiền và Secret vẫn đang ép, vẫn đang muốn đánh. Nhìn thấy Vigo đã combo vào, rất may vẫn có thể lùi về khi mà có sự backup đến từ Yo. Đấy mà là một cái Dragon 5 thì tôi nghĩ là xong rồi. May nó vẫn là Dragon 4 vẫn đấy. Là Dragon 4 đấy. Medusa đang bị tái thì nhìn thấy Matubama đang gọi đội. Và Poyoyo, anh ta không biết điều này. Vâng, hai tơn chém Poyoyo hết sạch mà nào, và một cú đấm nữa đến từ Matum. Mega kill rồi. Bài sút một tát nó bây giờ thì đi xa, anh ta đã đủ đam để dồn chết một con chuột lùi cho một combo khi mà đi ngoài không cứu kịp người đồng đội của mình. Và ai ô, quả relocate này thì nó là đi vào lỗ quan tài rồi chứ chạy vào đâu nữa. Unstoppable dành cho Matubaman. Medusa bật mana siêu, một combo đến từ Tiny, không còn giọt mana nào để mà có thể sử dụng stone gây chạy về. Mà nếu mà anh ta không bật mana siêu thì anh nghĩ là chết luôn. Là chết luôn. Cũng không có cơ hội mà sử dụng cho mình được cái stone gây đâu. Double dam và silver edge. Nó là quá dã man trên người của cái con Tiny này. Bây giờ anh ta còn được búp Empower và nhìn kìa, phá nhà. Tiny Hunter như là úp bạn ơi. Hunter á? Không, đây là miếng dưa hấu. Miếng dưa hấu này thì là quá ngọt dành cho Tiny. Đập một nát bẹp rúm luôn, nát be bét luôn. Phọt tất cả gọi là lòng xanh lòng đỏ ra ngoài. Tiny Hunter cái gì? Này thì Kraken Seal. Chỉ là miếng dưa hấu đây anh em ạ. À, vẫn đang cố gắng đứng ở trong bụi này để có thể chờ bắt bớ được. Nhưng mà Park cũng đang dình. DYW đang tụ sắp shooter không? Một cú chói và anh ta bắt chúng vào với chiếc của Park rồi. Nhưng có bánh quy và con Park nhảy thẳng vào đầu của Storm. Storm bị rồi đam chết luôn trong một kịp. Và tiếp tục là đẩy skill được vị trí của DYW về. Matoma bắt tốt đối phương lên. Coi thẳng vào mặt của Medusa và hot tốt được về. Medusa đi ở đây rồi. Rõ ràng rồi. Một cú AP sẽ vào đầu. Đó là double kill và cho giáp rồi. Đánh trận đấu quá ai và đó là GG. Đến từ các thành viên của VC Gaming. Vẫn đúng được một. Vẫn đúng được một. Vâng. Tôi vẫn đúng được một.